Một ông lành thân công hầu, nghiện dai gánh giác một bầu giang sang. Hai ông quét sạch chữ ban, gồm thâu bốn biển giữ an cội bờ. Ba ông ẩn sĩ ngồi chờ, lang linh khai hội phất cờ hưng binh. Bốn ông lập sách lập kinh, tổ đường khai dẹp đẹp xinh ngôi trời. Dạ thưa, kênh Tùng Nguyễn miền Tây và kênh Hải Nguyễn miền Tây mến chào quý cô chú anh chị em trong và ngoài nước. Và Tùng Nguyễn mến chúc quý cô chú ngày mới thân tâm thật lạn lạc và năng lượng đầy tích cực ạ. Và hôm nay thì em có duyên gặp anh Tư, và em cũng nhờ anh Tư nói về em một cái tinh thần đạo pháp đoàn kết và thân yêu. Và em cũng thay mặt khán giả là cảm ơn anh Tư rất là nhiều. Dạ, em mời anh Tư ạ. Đây cũng là một hữu duyên. Dạ. Cho một tình người tình đạo trong dân tộc Việt Nam. Dạ. Mà dục gặp Thanh lại Thanh Tùng. Em dạ. Muốn tìm hiểu tinh thần đạo pháp đoàn kết và thân yêu của dân tộc Việt Nam. Dạ. Đúng ra trên bước đường này, anh là người hành pháp theo một tín hữu cao đài Tiên Ngông. Nhưng anh có lời nguyện trong lòng giữa Bạch Ngọc Cung Tòa Thánh Tây Ninh, thì không để sự hiểu biết của mình trở thành mai một của non sông nước Việt. Dạ. Trên đường hành pháp theo tín hữu cao đài Tiên Ngông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Dạ. Nam mô cao đài Tiên Ngông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô duy trì cái mẫu vô cực đại thiên tôn. Nam mô Tam Châu Bát Bộ hộ pháp thiên tôn. Nam mô Bửu Sơn Kỳ Hương Phật chứng minh. Đã làm thành sự cung kính của đất nước Việt Nam từ 4.000 năm dân hiến đến thời đại vua Hùng. Nên các cô vua Hùng có công dựng nước, nay bác cháu ta cùng ra sức giữ nước. Yeah. Với bản thân của huynh là một người công nhân. Yeah. Là một tín đồ của cao đài Tiên Ngông. Giữa tinh thần tôn giáo của dân tộc Việt Nam, ai cũng đều có những pháp môn để hành pháp. Dưới như Bửu Sơn Kỳ Hương ra đời tại miền Nam nước Việt, vùng đất An Giang. Và Đức Hạt Thầy Tây An là giáo tổ của Bửu Sơn Kỳ Hương. Đến đến ngày Đức Phật Trùng, Bổn Sư, Sư Giải cho Đức Quỳnh Giáo Chủ. Và có nền đại đạo Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh để khai sáng, dùng quyền diệu tiên gia cơ bút là quyền cơ lý pháp. Quyền là quyền khung cao thượng đế, cơ là cơ bút, lý là Thái Bạch Kim Tinh, nó ban quyền cho hộ pháp để trưởng quản nhị hữu hình đài. Và trong thần thiền pháp bảo của đất nước Việt Nam cũng có ngài Phật Hoàng Trần Văn Tông Yên Tử. Và nhiều dòng thiền trong đất nước Việt Nam, Lâm Tế Thiền Lâm, Nam Tâm Bắc Tâm, và các nhiều dòng thiền của pháp bảo Việt Nam. Và đặc biệt hơn hết, trong thời kỳ của pháp thuộc, giờ có tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cũng khởi xướng cho dân tộc Việt Nam. Và ngài dùng chữ đức để phục dân và cách mạng thành công. Và không nguyên nhà lãnh đạo nào cho tất cả toàn dân ủng hộ. Nhưng trong thời kỳ khai đạo, đạo thì một trở về với một, mới làm giường cột nước nhà Hảo Nam Bang. Tiểu Quốc mới tạo khai hội Niết Bàn, hạnh ngộ cao đài giáo truyền đại đạo Hảo Phùng Ngọc Đế Ngự Trần Gian. Và Đức Quỳnh Giáo Chủ
ngài cũng giáo truyền đại đạo đất Phương Nam và thọ năm sắc lệnh của Ngọc Hư Cung để ra thi dân giáo lý, khuyên người đời tu niệm giáo dân quy thiện. Và cao đài cũng phổ thông chân đạo, đại đạo tam kỳ phổ độ chính là kỳ ba phổ để bày ra nhằm mục đích để độ dân sanh hoài đầu hướng thiện. Và tư tưởng của Bác cũng kêu gọi đoàn kết thương yêu tình dân tộc và tôn giáo. Đinh Huynh đưa đề tài tinh thần đạo pháp đoàn kết và thương yêu. Vì tinh là thể xác, thần là linh hồn, cho hồn linh cai quản cho thân để cái tâm yên lặng như tờ thì minh châu sẽ tỏ đẹp. Đạo là hòa, pháp là lực, pháp cũng là lý, nên lực pháp phải trường tồn cho dân tộc Việt Nam. Đoàn kết tạo thành sức mạnh trong tinh thần dân tộc tôn giáo Việt Nam, và có sự thương yêu mới tạo thành đoàn kết. Ví như mục đích và hiến chương của nền đại đạo, thương yêu làm nền tảng, nhân nghĩa làm phương châm, phụng sự cho chúng sanh làm hành động, phấn đấu cho nền hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc. Và Đức Tôn Sư Hộ Pháp, ngài cũng muốn hòa bình cùng nhau chung sống, cho vạn linh, cho toàn cầu thế giới. Và Bác cũng muốn bình đẳng để không còn sự chiến tranh, để hội nghị hòa bình, tìm một giải pháp bình đẳng. Và Đức Quỳnh Giáo Chủ, ngài cũng muốn khắp thế giới thông lăng hòa hảo, nhà Phật coi tiên hé miệng cười. Mình là dân tộc Việt Nam, con gầm chó tiên, con nhà Hồng Lạc. Tại sao hay từ Hồng Lạc? Nếu khởi nguồn từ Hồng Mông Xê Khởi, Hồng Bàng và Hồng Lạc chính là con gầm cháu chiên, chăm trứng mà nở ra chăm họ. Nên làm sáng danh Âu Cơ mẹ Việt, mà làm nên trang nửa kiệt kế nam, vua Hùng mới dựng nước Giang Lan, Bác cháu ta giữ nước đời đời muôn năm. Thật ra khởi nguồn từ Đức Phật Trầy An chạy ruộng Phước Điền. Tam giáo quy nguyên, ngũ chi hiệp nhất. Tây Ninh là tam giáo quy nguyên, ngũ tri phục nhất. Và Bộ Trung ương Mặt Đảng, Tiên giáo Mặt Trận đều kêu gọi tình thương, đoàn kết thương yêu dân tộc và tôn giáo. Chính các ngài, các đấng ấy đã kêu gọi một tình thương, đoàn kết và thương yêu, mới tạo thành một sức mạnh trong tinh thần đạo đức và tình thương yêu vô tận. Vì sự thương yêu ấy mới đem một tình thương để không gây mầm chiến tranh, thảm họa đau thương cho loài người, cho toàn thế giới. Ngày nay đất nước độc lập hòa bình, cần phát triển một tinh thần đạo đức cho thanh cao và một nền kinh tế, thì sánh gai cường quốc cái năm châu mà Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc Việt Nam. Nói một điều cảm động, thì cũng xin phép và quý vị quý ngài, mình là công nhân của non sông nước Việt, khi được sự hay tin ngài Phú Trọng đã ra đi, đó điều mất mát trong tinh thần của dân tộc Việt Nam, và đau buồn trời phải đổ lệ cơn mưa. Và nghề để lại những gì thì tất cả bà con đã biết. Và một văn hóa của ngài đã lan tỏa cho năm châu thế giới và hội nghị của hòa bình cùng nhau chung sống, phát triển kinh tế, văn hóa và chính trị, kinh tế. Đó là một điều hoàn hảo để theo tinh thần đạo đức Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc Việt Nam. Chờ nhiều bộ trung ương, cơ quan, đoàn thể các tỉnh thành, thành phố và địa phương. Nền tôn giáo cao đài tổ chức rất mạch lạc, từ cơ quan lập lực và thi hành lực. Mà lực này, lực nọ, lực kia không bao giờ qua lực thương yêu và quyền công chánh. Tin rằng sự thương yêu ai cũng đều có, ít hay nhiều, sâu hay cạn. Ví như Đức Kitô ngài dùng, nếu con của thầy mà đủ đầy tình thương, không đủ sức thương, cũng đừng nên ghét. Miền Tây Bủ Sơn Kỳ Hương và Đức ngài cũng đã nhắc lại, thương nhau như thể thương thầy, ghét nhau như thể ghét thầy sao nên. Vì đoàn kết thương yêu là một sức mạnh trong tinh thần đạo pháp và dân tộc,
trong dân tộc đó có tôn giáo. Mỗi tôn giáo lễ nghi thức khác nhau, nhưng mà điểm tương đồng chính là cứu khổ ban vui, tình thương nhân loại. Đối trang khác cho uống, thuốc mang để trị giúp cho bà con. Và lấy một cái pháp để nói lên những gì quay đầu hướng thiện mà tinh thần tôn giáo dân tộc Việt Nam đã khởi xướng từ 4.000 năm dân hiến, là thần phong mỹ tục của người Việt Nam và tinh thần tôn giáo của Việt Nam. Mà các anh, các chị, các bác và cùng các chú và thế hệ mai sau, nếu có hữu duyên sang phương Tây, Nam Châu, học một nền kinh tế của các nước phương Tây và yêu nước trở về Việt Nam để phát triển một nền kinh tế Việt Nam vươn lên thanh cao và lành mạnh trong đạo đức, tinh thần mà bác để lại cho dân tộc Việt Nam và cách nền tôn giáo. Triết lý của Cao Đài giáo là nhập trong bát quái trở về Ngọc Hư Cung. Ánh đạo vàng hành thẳng vào bát chánh đạo. Còn theo bác thì 8 chữ vàng son của bác để lại cho dân tộc Việt Nam, kể cả phụ nữ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. 8 làm 3 chính là 24. Chính là 2 có 4 con thuyền đại đạo của Dư Trì Cung, cơ đạo đời tương đắc của dân tộc Việt Nam mà tổ thầy cha mẹ đã khai sáng đồng kêu gọi quy chức. Thầy đã quy, tổ đã quy, nhưng anh em chúng ta chưa quy tâm hiệp bổn, còn phân biệt tinh thần tôn giáo và dân tộc thì không thể nào trở thành mạch nhựa sống của chữ đạo mà đoàn kết và thành tựu một sức mạnh của dân tộc Việt Nam theo quật cường với tài đức vẹn toàn. Mỗi vị đều có biệt tài riêng, tài năng nghị lực để nuôi sống bản thân, và lời nói người đạo hay đời phải quang minh và chánh đại mới lập được tâm thành. Âm chắc không tu thì đạo chẳng minh, và có sự nhất tâm tập trung một tinh thần để phát huy. Đời hay đạo gì cũng thế, vì đời đạo liên quan gạn sáng ngời, nước dinh đạo sáng, chân lý trường tồn cho dân tộc Việt Nam mà bác để lại cho dân tộc Việt Nam. Ví như Cao Đài là Nho Thích Đạo, Lão Khẩm và Thích Ca Mâu Ni có tam giáo tam chấn ngũ tri đại đạo. Cha chạy ruộng đây tan, ngày cũng để tam giáo quy nguyên ngũ tri phục chứng. Lời nói kêu gọi sự chân tình đối với quý ngài cùng quý vị, một tinh thần dân tộc tôn giáo Việt Nam và các bạn cần phải đoàn kết thương yêu trong tinh thần dân tộc tôn giáo Việt Nam về liên kết cùng nhau với các nước phương Tây, đều là anh em con chung một cha. Ví như tôn giáo Cao Đài gọi là Đức Chí Tôn, hai đấng đại từ phụ và từ mẫu. Tôn giáo bạn kêu gọi xưng hô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, thì càng không tạo hóa dẫn một bộ trong vòng khí quyển nhân sinh quan của Đức Phật Mẫu Dư Trì Cung chính là không khí oxy để sống. Sống làm sao không thẹn với lương tâm, một tinh thần đạo đức. Chữ tâm là chữ đạo, lương thiện trời ban. Ví cho các ngài để lại, ai có tánh thiện trời dành, lớn lên tập nhiễm lợi danh, che mờ thiện tánh. Nhưng mà xã hội thì không thể bàn. Có đúng sai, thiện ác, chánh tà, điều đó bỏ nét phân minh. Tu làm sao có lợi cho dân, ích cho nước, ích nước là lợi dân. Để phát triển từng các tỉnh thành và thành phố, để cho nền kinh tế Việt Nam đối ngoại các nước phương Tây, đó kinh tế ổn định để mưu cầu sự sống và đạo đức tinh thần phải thanh cao. Đó là những điều Quynh muốn nói trong đạo đức tinh thần
đoàn kết và thương yêu. Còn chuyện gì đến rồi sẽ đến. Người tu đạo chính bàn luận về thiên cơ thời cuộc, lo tôn chỉ mình tu đạo theo tinh thần tôn giáo và dân tộc Việt Nam. Nếu người tu phải giữ gìn giới lực, tâm định huệ mới khai, giảng linh với tùng pháp với người dân tộc Việt Nam, với tùng lực pháp của Việt Nam. Nếu phạm lực thì lực trừng trị, phạm giới, giới trừng trị. Vui xuống hay buồn do mình tạo. Đời người ai không sai, biết sửa sai vẫn là người tốt, đáng khâm phục hơn trong tinh thần đạo học của nhân sinh quan. Ví như người cách mạng là cải cách, mạng là đổi mới, thay cũ đổi mới, chính là người tu. Người tu thì không có lu bu việc thế, mà mượn thế toan giác thế, trước độ thế toan độ mình. Cái công giáo hóa cũng đồng sanh. Một người thầy thuốc mới có thể cứu được bệnh nhân, không biết loại làm sao cứu người chết đuối. Lời nói này tin quý vị quý ngài về tình bạn cho dân tộc Việt Nam. Giữa lúc này, thời điểm này và tác trị tu đạo trên đất nước Việt Nam, tự cho mình là cha mẹ, tổ, thầy, nhiều phương diện xưng hô thì chưa phải là con đường chân chánh đạo mà tổ thầy để lại cho dân tộc Việt Nam. Khiêm cung nhận nại mới là hay, tự tôn tự đại chẳng phải tài. Đó là thánh giáo của Đức Chí Tôn, điều hạ mình khiêm cung từ nhường. Đến Đức Quỳnh giáo chủ khai sáng ngài là giáo chủ, ngài còn hạ mình khiêm cung từ nhường, ngài cũng chưa đặng hoàn toàn thông thạo. Và những điều cần kiệm liên chính chí công vô tư Bác để lại cho dân tộc Việt Nam là một điều nguyên thâm nguyên bác, một dân học, một kiến thức hàm chứa tinh hoa của đất trời, của Nhật Việt tinh. Chỉ như cao đài thời Nho Thích Đạt là Phật Tánh Tiên, là Cơ Bút. Đức Phật Thầy Tán thời Trần Đạo là Thái Dương, là Cửa Đạo. Ánh Thái Dương gọi trước phương Đông. Đức Ngài Tháo Trời Trần Điều, năm màu sắc hòa lại Trần Điều, tượng trưng hình thể màu nâu, nhuộm máu nâu sòng về Cực Lạc, trao gom trí huệ phủi đê căn. Muốn về cõi thiên này lập thân cõi trần, cõi trần thân tâm an lạc, thoát xác sanh tử chấp nhón về cảnh an lạc. Phiền não là về cảnh địa ngục, trong tâm hồn không được trong sáng, giữa ánh sáng và bóng tối mà thôi. Nên vui sướng hay buồn do mình tạo. Đối với đời hay đạo, đạo là linh hồn không thể thấy được, đời là thể xác. Trong đời có đạo, trong đạo có đời, đời sống và đạo đức tinh thần. Tinh tính là thể xác, thần là linh hồn. Nên cho hồn linh cai quản châu thân, để cái tâm yên lặng như tờ thì minh châu sẽ tỏ rạng. Đạo thì phải hòa, pháp phải có lý, và pháp cũng là đạo. Pháp là biến hóa vô cùng, nên pháp luân thường chuyển mãi thiên thơ. Nên Đức Ngài Tôn Sư hộ pháp, Ngài nắm chi pháp là Đức hộ pháp. Trong pháp có đạo, trong đạo có pháp. Còn Đức Quỳnh giáo chủ là Đức Ngài, là ông Tư, thầy Tư, cậu Tư, Đức Thầy. Cậu cũng như mẹ, còn bác thì nắm chi đạo, tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Ngài cũng từng xuất gia bên Thái, bút hiệu là Thầu Chính, năm 29 tuổi. Cuộc đời vận mạng của bác ăn liền vào con số 9, hai tây tháng 9 tiên ngôn độc lập, và hai tây tháng 9 năm 69, bác cũng chút hơi thở cuối cùng cuộc đời vận mạng của bác. Vì bác là chân mệnh thiên tử,
Còn Đức Huynh là sứ mạng của Ngọc Hư Cung, thọ năm chắc định, mà tất cả tín đồ thế hệ sau này đều có biết. Còn Đức Hộ Pháp là thiên mạng. Thiên là làm thấy thiên, mạng là đức, Ngài dùng đức để phục nhân. Đến lúc Ngài cũng phải quy thiên sang nước bạn và liên đài trở về tòa thánh tự nhìn, mà tất cả chức sắc tín đồ và tôn giáo bạn đều rõ biết. Còn nói về Ngài Sư Thích Minh Tuệ, giờ Lô Tốt lên rất nhiều và nói phong tỏa cả thế giới. Ngài là hạnh đầu đà, hạnh buông xả, khắc thực, nhằm mục đích kỉnh tỉnh tinh thần dân tộc của tôn giáo Việt Nam. Vì tiền phải ngửa nghiêng, và đồng tiền đó là một phương tiện, là mạch pháo để dẫn hành trên bước đường hành pháp. Tất cả các vị đều dụng hành đạo. Đạo có gì đâu để hành, hành một pháp môn mình đang thọ theo quy điều giới luật của tôn giáo. Dĩ như dân tộc Việt Nam cũng đang hành pháp được chứng thần, công thượng tội chừng, gân lòng người tham trong dục vọng, làm cho dân phải khổ là nguyên nhân mà bác để lại. Lo cho các chú ngoại xâm không sợ, đương đầu vẫn quật cường, nhưng các ngài đã đem tình thương xóa bỏ hận thù, không còn nhắc những gì lịch sử của Việt Nam, nhưng cần hiểu biết chỉ tình thương mới đem xóa bỏ hận thù, chỉ khắp áp từ bi mới trang gãi tình thương nhân loại để gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang, cho năm châu thế giới cùng chung hưởng hòa bình và hạnh phúc, rồi hết thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng nhớ một điều quan trọng, cây có cội nước có nguồn, cây có cội mới nảy chồi xanh lá, nước có nguồn bủa khắp gạch sông, tình anh em như cội bá tòng, nghĩa cha mẹ sông sâu tợ biển. Mình là dân tộc Việt Nam, mình phải yêu nước, phải trung thành, chữ hiếu thảo với gia đình, tông đường của tiểu gia đình và đắc pháp mới cứu vớt của quyền tắc tổ nhiều đời đã chuyển lực. Dưới nay em là họ Nguyễn, nhiều kiếp trước em họ gì và chuyển lưng rất nhiều đời, tính tròn cho dân tộc Việt Nam trăm họ, trăm chứng nợ, trăm con và 500 họ có dân tộc Việt Nam, và củ quyền của vạn linh cho toàn cầu thế giới từ đời nguyên thủy đều con chung một cha. Nên cao đài thánh giáo có để cùng chung một đạo tức cùng cha, dạy lẫn cho nhau lấy chữ hòa, mà thiếu chữ nhẫn không bao giờ có chữ hòa. Pháp nhẫn là cái đức ngài Phật Tây An, pháp quán là Quan Âm Bồ Tát, sau này lấy từ Lào Quan trước Lào Quán. Đức Quỳnh giáo chủ chú trọng về pháp môn tịnh độ và pháp xét bình cho tội xét thân ta. Nếu người gõ phận dư lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Còn pháp của bác là bình đẳng, là đạo. Pháp cao đài là thanh lọc tư tưởng, tự soi gọi lòng mình. Nếu người đạo thuần túy trên bước đường thiên ý, tư tưởng thiện, lời nói thiện, hành động phải thiện. Trong đất nước Việt Nam này, xét ra chỉ 3 hạng người. Một là xuống trả nợ tiền khiên hay là quan khiên. Kiếp trước gieo, kiếp này phải trả định lực nhân quả, không dư chẳng thiếu. Mà lời hộ pháp đã nhắc lại năm xưa, dù con thiếu nợ, chung vào núi Điện Bà vẫn tìm con. Còn người không thiếu nợ, ra giữa thị thành
không ai tìm nợ bao giờ. Và hạng thứ hai xuống tu để tăng theo phẩm vị, để trở về nguồn cội quê xưa. Và hạng thứ ba là các vị giáo chủ truyền giáo sống bằng lệnh trở về Ngọc Hư Cung. Chỉ như Đức Ngài gác tay chờ lại lệnh thiên. Và Đức Tôn Sư Hộ Pháp cũng phải quy thiên để mở cực lạc thế giới và phong đô. Thì không còn địa ngục sau này vào cõi chốn âm quan. Thì lúc đó Thất Ức Niên đạo trời khai mở, lòng con tợ bãi bụng, hết đường trở lại thiên cung. Đó là các ngài đã để lại trong nền thánh giáo của Đức Chí Tôn. Chí như nhập môn cầu đạo. Nhập là vào, môn là cửa, là vào cửa đạo. Gọi là đạo hữu hay tín đồ. Đạo phải có hòa, hữu là phải có. Tâm hòa người đạo hữu phải có. Tín là tín tưởng Phật trời. Đồ y theo chân truyền của cha mẹ và tôn sư các ngài để lại trong hàng thánh giáo của Đức Chí Tôn là thánh thể. Thông sự phải thông gì lực đạo. Phải biết ngũ giới cấm, tứ đại điều quy, lực thương yêu, quyền công chánh. Phó chi sự là người chi lý đạo. Xem kinh phải tầm lý. Chánh chi sự là thông lý đạo và tri lý đạo. Nắm hai quyền, đầu sư em. Trong tăng lực pháp chánh truyền đã chú giải. Lễ sanh là hạnh yêu quý nhất của thầy. Là một thí sinh để bước vào hàng thánh thể của Đức Chí Tôn. Đứng đầu là chữ lễ, sanh là sống, đi đứng nằm ngồi đều thủ lễ. Tới định lực công cử để cầu phong lên giáo hữu. Đạo hội thánh anh, giáo là dạy những điều hữu ích trong đạo, chết đời về đạo. Nói chuyện đạo pháp trong tinh thần cao đài giáo, hình thể của Đức Chí Tôn. Giáo sư, giáo là dạy, sư là thầy, lấy cái tâm mình làm thầy mới tìm được chủ nhân ông. Còn các phẩm để tiến lên, phố sư là phối hợp tinh hoa của đất trời, nho thích đạo, thông diệt đạo, thảo diệt đời, giỏi binh thư và binh pháp. Và tiến lên hàng giáo phẩm đầu sư. Ngài phải thông công cùng Thượng Phụ Đức Chí Tôn, làm thanh ý cơ truyền đại đạo. Đối phẩm là địa tiên. Còn có hiệp thiên đại, hiệp thiên âm dương tương hiệp, làm thế ý thiên là không còn nói gì âm dương. Chỉ như cơ quan hiệp thiên đài, thờ Thượng Phủ Đức Chí Tôn, hình thiên nhãn không trái không mặt, chính là hư vô chi khí, chính là đạo. Đạo có trước trời đất, mới sanh ra dịch lý âm dương, tứ tượng và bát quái biến hóa vô cùng. Đó là một triết lý đại đạo cao đài thánh địa Tây Ninh. Tại sao gọi là tòa thánh Tây Ninh? Là Bạch Ngọc Kinh không có bản vẽ, do Đức Tôn Sư Hộ Pháp Sức Chân Thành diễn kiến Ngọc Hư Cung làm tha bản vẽ của Đức Lý Thái Bạch Kim. Vì tòa nó có tòa tam giáo, nó có cửu trùng, có bát quái, có hiệp thiên. Ba đài hiệp lại là quyền Chí Tôn. Bát quái đài Chí Tôn làm chủ là linh hồn của đạo. Hiệp thiên đài với Đức Tôn Sư Hộ Pháp. Cửu trùng đài với Đức Quyền Giáo Tông. Khi Đức Quyền Giáo Tông đăng tiên, Hộ Pháp trưởng quản vị hữu hình đài. Hai đài hiệp lại chính là quyền Chí Tôn. Chữ thánh là thánh thể của Đức Chí Tôn. Chữ Tây Ninh, Tây nó hàm chứa, có Tây Ninh, Tây Tạng, Tây Dực, Tây Thi, Tây Chúc,
một đàn cơ pháp bảo của Ngọc Hư Cung. Nơi cao đài là Quyền Diệu Cơ Bút. Chữ Ninh là lặng, là định, là thiền. Tòa Thánh Tây Ninh làm nơi thánh địa. Thánh là thánh thể Đức Chí Tôn, dùng đất địa linh của Long Lân quy phụng. Hình phụng ở Chí Huệ Cung. Rồng chợ Long Hoa. Long Mã đền thánh, Đinh Quy, núi Điện Bà, Linh Sơn Thánh Mẫu. Đó là dùng đất tứ linh nơi thánh địa Tây Ninh. Có nhiều vị hỏi Long Hoa chừng nào lập, ngày giờ nào. Long Hoa chọn người hiền đức, không có định ngày giờ năm tháng, đủ số cho toàn cầu thế giới. Long là gồng, phải thanh cao và tao nhã. Hoa là những tinh hoa của đất trời, liên hoa giai Phật màu. Và bác cũng nguyên bác và nguyên thâm. Mọi người là một đố hoa, trở thành rừng hoa của non sông nước Việt, chính là hoa sen lầm. Mình làm chữ hiền, chữ đức. Hiền nhân, hiền trí, hiền triết và hiền minh. Và đức từ bi. Tài đức phải diện toàn. Tài của người đạo khác hơn tài của đời. Tài của người đạo là khiêm cung nhận nại mới là hay. Tự tôn tự đại chẳng phải tài. Và đức từ bi. Đó lập cái hạnh khiêm cung từ nhượng mà Đức Chí Tôn và các ngài để lại cho dân tộc Việt Nam, nên dùng thánh địa Tây Ninh. Rồi Nam Bắc cùng ra ngoại quốc, chủ quyền chân đạo một mình thầy. Ngài là Đại Linh Quang, là Đấng Đại Từ Phụ. Tất cả vạn linh đều là tiểu linh quang. Tu về Đại Linh Quang là Thượng Phụ. Cao đài tu về Bạch Ngọc Cung. Công giáo về Thiên Đàng. Phật giáo về Niết Bàn. Dân tự khác nhau, đồng một nghĩa. Im điềm vừa cõi Niết Bàn. Đã cõi hư vô tịch diệt. Đã thanh tịnh trong hư linh. Của Phật Pháp diệm màu. Của cơ tạo đoan càng khôn vũ trụ. Ngày nay, để nói lên tấm chân tình của người tín hữu cao đài Thiên Ngông, diễn cao hòa trí của dân tộc Việt Nam, cao đài hòa hảo và ý mình. Bác lại bí thư Thượng Đế Ngọc Hư Cung là chánh chủ khảo các nền tôn giáo. Đạo nào có tư cách pháp nhân được quyền truyền giáo. Không có tư pháp pháp nhân đi ngược lại và không tồn tại trên đất nước Việt Nam. Chỉ như thời đã qua, vô thượng sư Thanh Hải không bao giờ truyền giáo sang Việt Nam. Hòa hảo, có hòa mới có hảo. Cha bác là Bắc Đẩu Tinh Quân. Đức thầy là Nam Tào Đa Thuyền Đạo. Hộ pháp Thái Huyền Chí Tôn và Phật Mẫu. Ba đấng ấy đều là cộng sản. Cao đài là cộng sản Nguyên Thủy. Bác thì lập quốc. Đức Quỳnh là Trung Hòa. Là Trung Đạo, Hòa Thuận và Thương Yêu. Sau này sẽ làm một. Mới làm giường cột nước nhà Hảo Nam Bang. Tiểu quốc tạo khai hội Niết Bàn. Hạnh ngộ cao đài giáo truyền đại đạo. Hảo Phùng Ngọc Đế ngự trần gian. Chỉ lập cho rồi một cõi thành ba. Một cõi xanh ba nhánh in nhau. Nam Trung Bắc một dải sơn hà. Đời đạo liên quan gạn sáng ngời. Nước dinh đạo sáng. Là cao đài giáo.
chân lý trường tồn cho dân tộc Việt Nam. Chân là thật, ăn thật, nói thật và làm thật. Và chân như tự tánh, và chân là không dính mắc thể hữu duy tướng. Dĩ như không dùng của thế, sắc màu cũng không. Đạo phải hòa, lý phải có pháp, pháp phải có lực. Lực thương yêu, quyền công chánh. Công chánh không phải dễ thực thi đâu hai em. Công là công phu, công quả, công trình. Tam công cho chọn, đạo đề phân minh. Lập công, lập đức, lập ngôn. Công là chung, hết lòng phụng sự cho nhân sanh, quên mình vì người. Mình vì mọi người, trong mọi người có mình, vì mình nằm trong mọi người. Lời thánh ý của Bác để lại cho dân tộc Việt Nam. Chánh minh, chánh lý, chánh đáng và chánh chân. Không kiên dị, đúng là đúng, sai là sai. Mới ca chân tướng. Ai là trung thành đối với đất nước? Ai là trung đạo? Và ai là giả đạo đội đội lớp? Tin đạo em mới theo đạo. Đừng tin người có đạo. Trân trọng người giữ gìn lực đạo. Đạo phải có quy điều giới lực. Giới tâm định huệ mới khai. Lực pháp Việt Nam cũng thế. Người dẫn hành giao thông trên bước đường, nếu rượu bia phạm vào lực giao thông hay tốc độ, công an giao thông sẽ giữ ngay. Do mình. Mình không tôn trọng lực pháp thì lực pháp sẽ trừng trị. Diện đương nhiên. Những sai sửa sai vẫn là người tốt. Giá trị của người với cải hối hay chăng là một điều gắn khâm phục cho dân tộc Việt Nam và tinh thần tôn giáo. Những lời nói này, những chân tình trong lòng hiểu biết của một tín hữu cao đài Tiên Âm, một công nhân làm tròn trách nhiệm là người công nhân tốt thì người đạo mới thuần túy trên bước đường thiên ý. Quýnh không giờ để sự hiểu biết mai một của non sông nước Việt. Người tu đạo phải chết đi những thói hư và tật xấu. Và sống là tìm chữ sanh là sống. Dĩ như Bác vẫn sống mãi trong lòng dân tộc và tôn giáo Việt Nam cho toàn cầu thế giới. Đức Tôn Sư Hộ Pháp vẫn sống trong tất cả tín hữu, tức sắc và tín đồ của cao đài Tiên Âm. Và Đức Ngài vẫn sống mãi trong lòng người tất cả tín đồ và nhiều vị giáo chủ của đất nước Việt Nam như Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Ngài Tổ Đăng Minh Quang và Phước Huệ Song Xu của Ngài Sư Minh Trí và các nhiều vị Bồ Tát của đất nước Việt Nam. Thậm chí có nhân viên để sang nước bạn, các nước phương Tây để hòa nhập với cộng đồng, để đem tình thương pháp bảo cho dung hòa, cho nền đạo pháp toàn cầu. Có pháp hòa và rất nhiều vị sang Ấn Độ. Những điều này tất cả dân tộc Việt Nam và đại chúng đều hiểu biết. Quan trọng là sở hành pháp của mình. Dưới như Thích Ca Mâu Ni, 6 năm khổ hạnh gần già, gạch qua liên thiền, chỉ càng 49 ngày, đạt thành chánh đẳng và chánh giác. Và giáo chủ chân truyền là Đức Thế Tôn, thì không có gì nào tự tôn được. Đức Tôn Sư Hộ Pháp phải 100 ngày bá túc nhật cầu đạo Chí Tôn và Phật Mẫu ban cho tăng kinh nền đại đạo. Đức Quỳnh phải 64 ngày điện Quỳnh Long để ăn dưỡng việc của Ngài và khai đàn lập đạo Tế Thiên 18 tháng 5 năm 1939.
và rất nhiều vị Bồ Tát của dân tộc Việt Nam, trong đó có quý vị và quý ngài trong bộ. Lời nói này, chia sẻ này là một tấm chân tình hiểu biết bấy lâu nay trên bước đường học hỏi và tiến hóa. Để cỡ mở một tinh thần, để giao duyên tình người, tình đạo. Để không thẹn với một lương tâm, một tín hữu hay tín đồ trong tinh thần của đạo giáo. Đạo phải hòa, giáo là phải dạy. Có rất nhiều vị trong dân tộc Việt Nam xưng là giáo chủ. Còn huynh hiểu giáo là dạy, chủ tâm mình, đừng làm giáo chủ trong lòng của thiên hạ. Anh em huynh đệ, cô cậu xưng theo hàng giáo phẩm. Dưới hiền huynh, trưởng huynh, đại huynh. Và bẩm ngài. Và cửa thiền môn. Xưng hô là trân trọng trong tình thể đạo. Thầy tu, quý thầy, chứ không phải thầy mình. Người tu đạo cần phá chấp. Một là bản ngã tự ta, cố chấp là dấp té ngã ngay. Tùy thấy trình độ căn cơ của tất cả anh em chúng ta. Học để hiểu, để hành, để biết. Biết cách nhân chữ thế, biết tình người chan hòa trong sức sống thương yêu. Nhẫn để hòa, để thương, để hiểu. Nhượng một bước tiến xa ngàn bước, như các ngài đã dùng binh pháp. Từ dân tộc Việt Nam đến thời đại của bác. Nói thì rất nhiều, quan trọng việc hành pháp để thể hiện cho dân tộc Việt Nam, để thấy những hành tàn mình đang hành pháp và phục sự cho tình nhân loại và nhân dân. Chỉ có đức mới phục nhân. Phải rộng lòng tha thứ và khoan dung đối với một con người sai lầm. Họ đã sai và cảnh tỉnh, gồng lòng mà tha thứ một đường ánh sáng cho dân tộc Việt Nam. Để quý vị và quý ngài có tài và có đức và tinh thần của tôn giáo, sẽ đoàn kết và thương yêu. Đó là một sức mạnh trong tinh thần dân tộc và tôn giáo Việt Nam. Vừa phát triển kinh tế, tinh thần đạo đức thanh cao và lành mạnh mà bác để lại cho dân tộc Việt Nam, hướng tương lai để sánh gai với cường quốc, với năm châu mà bác để lại cho dân tộc Việt Nam muôn đời bất diệt. Dưới những đi lễ về tôn giáo, Bủ Sơn Kỳ Hương, anh hùng dân tộc Đông Tây Nam Trung Bắc, là nhớ về nguồn cội có đất đắng tiền nhân, các vị giáo chủ bậc anh hùng, để noi theo tấm gương của các ngài. Để lại bi chữ dũng. Chữ dũng là biết sự hy sinh. Chữ trí nhận định cái đúng cái sai, đường tà nẻo chánh. Và cũng vào lòng từ bi, bi chí dũng không thể thiếu được. Đó chính là tam thanh của Nho Thích Đạo. Và nằm nền tảng để tiến hóa một dân trí, một thời đại cho phù hợp, hiện hữu, đất nước đang tiến hóa và một nền văn minh của dân tộc Việt Nam. Và hội nhập.
Thầy lập cho con một nền chân đạo. Tâm phải chân thật, đạo phải hòa. Nên em thấy tín hữu chức sắc có cao đài ít khi nào lên như các em đã thu vô. Còn anh là vì tinh thần dân tộc tôn giáo Việt Nam. Để sự hiểu biết mình nói và các em nghe, trong đó có quý nghị vị, quý ngài giáo phẩm và thiện trí thức một tình bè bạn. Một con người đối với con người, đời người muốn có không được em. Với định lực của thiên nhiên, định lực đó bao gồm chữ đạo. Các em chưa thấy có nhiều các anh làm công chức cấp cao công ty, đến lúc ngày cũng trở về đường đạo đức. Các ngài cũng âm thầm là một phận sự của đất nước Việt Nam. Có các vị nào tu chân, tu giả, rồi sẽ ra thiệt tướng. Để cho những bậc trung lương một tinh thần của người đạo đức sẽ tỏ sáng cho dân tộc Việt Nam và thế giới sẽ nhìn nhận là một dân tộc Việt Nam hào hùng, khí phách, kiên trung, anh dũng. Và những tinh hoa của đất trời mà các vua hùng đã dựng nước và bác cháu ta ngày nay cùng ra sức giữ nước. Tên của em là Thanh Tùng. Tên cha mẹ đặt rất có duy diệu, mà làm được hay không là do chính bản thân của em. Thanh cao và tao nhã. Thanh là lực thiên, công bình và bác ái. Người tu chỉ cái tùng, cái bá. Tùng bá khơ gơ kém sắc hoa, gặp tiết đông xương dân tiết bủa, chỉ còn tùng bá chẳng còn hoa. Còn quốc kỳ của Việt Nam nè. Da vàng máu đỏ là người Việt Nam. Đổ xương máu độc lập, hòa bình, tự do cho dân tộc. Từ 4.000 năm dân hiến đến thời đại vua Hùng và Bác, bao nhiêu bậc anh hùng đã hy sinh vì non sông nước Việt, vì xã tắc Sơn Hà cũng phải hy sinh. Đó là những bản anh hùng, sự yêu nước của dân tộc Việt Nam. Ngày nay thế hệ càng phải đền ơn những gì các ngài đã ngã xuống, thậm chí phải tập nguyện. Đó là giống nòi của dân tộc Việt Nam, là đất nước anh hùng. Chữ anh hùng ấy là sự trong sáng, hùng dũng, kiên trung, bất khuất. Phật giáo, Phật học gọi là đại hùng bổ điện. Đạo là vốn thiệt chữ không, không danh không lợi, cũng không tiền tài. Bác thì cũng có như ai, vì dân vì nước, không vì bản thân. Quyết đem khí phách hùng mạnh, làm rương tướng kiệt, rạng ngời năm châu. Sao vàng năm cánh phát khởi tung bay, nền độc lập hòa bình tự do của dân tộc Việt Nam. Nền đỏ ánh thái dương gọi trước phương đông là cửa đạo. Sao vàng ánh đạo vàng Phật mẫu Diêu Trì Cung, ánh đạo vàng của Thích Ca Mô Ni, Đức Quỳnh cũng nhắc lớp đại tuồng xưa. Ẩn sắc phàm dình đạo Thích Ca, vô hình hữu ảnh. Năm cánh ngũ hành vận chuyển quá thành càng khôn, sĩ công nông thương binh năm ngành nghề. Nhân đạo, thần đạo, tánh đạo, tiên đạo và Phật đạo. Lý tưởng của bác đem năm châu đến thế giới đại đồng. Nếu có linh thiêng cười một tiếng, cách mạng sớm thành công. Nên bác là quốc hồn của dân tộc Việt Nam. Thông Việt đạo, thạo Việt đời. Khai sinh nước Việt Nam, dân chủ, cộng hòa. Chủ tịch đầu
tiên. Đó, anh nói về nguồn cội của dân tộc Việt Nam. Đất nước Việt Nam là hình chữ S, hộp thư của dịch lý âm dương, thánh giáo của Đức Chí Tôn sao tròn như quả trái cam. Đặt giả thiết xong tròn như quả bưởi, quả quýt mà quả cam. Cam lồ gửi tắt mượn nhìn dương, âm dương tương hiệp, thành tịnh bình của Quan Âm cứu khổ. Ba nước láng giềng Đông Dương, Việt Nam, Lào, Campuchia là bạn. Và ngày nay cũng liên hiệp quốc, liên kết cùng các nước phương Tây. Đó là các ngài đã thể hiện một tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam để đối ngoại các nước phương Tây và để phát minh. Nếu anh em nào yêu nước dân tộc Việt Nam, lời kêu gọi chân tình trở về đất nước Việt Nam để phát triển một nền kinh tế của đất nước Việt Nam vươn lên, và tinh thần đạo đức cách mạng thanh cao và lành mạnh, và đạo đức mà phải là thuần túy trong tinh thần của tôn giáo dân tộc Việt Nam. Mà bác đã hằng mong muốn dân tộc Việt Nam. Và ngày nay, các ngài cũng đã khởi xướng. Nói với bác, ngài bác Trọng, sự ra đi là mất mát vô cùng của dân tộc Việt Nam. Mất đi một người cha, một người ông, một người bà, một đấng đảng viên ưu tú của dân tộc Việt Nam. Từ đúc lò, rất đau lòng cho những đồng chí không khéo phải phạm vào trong. Nhưng một điều rất quan trọng làm cho văn hóa của dân tộc Việt Nam lan tỏa của phương Tây về đối tác cùng các nước đại cường quốc năm châu, nào Mỹ, Pháp, Liên Xô và Trung Hoa, và rất nhiều các nước phương Tây. Nên rồi cũng ngậm ngùi trước định số ra đi. Lòng dân tộc Việt Nam và người tín hữu cũng buồn và đau xót tức thiên người đã ra đi. Nhưng tin chắc rằng thế hệ sau này các ngài sẽ tiếp bước và sẽ thực thi những gì và làm cho dân tộc Việt Nam dân giàu nước mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh. Mà hằng bác mong muốn và quý ngài cũng đều mong muốn, và tôn giáo của dân tộc Việt Nam và mọi người dân cũng mong muốn. Đây là những lời nói thâm tình. Có gì thiếu sót, xin quý vị quý ngài quan hỷ. Và trước khi dứt lời, gửi kính chúc quý ngài, quý vị, quý hàng giáo phẩm trong tinh thần tôn giáo Việt Nam, tiền trí sức, bà con thân tâm an lạc, đoàn kết thương yêu, chung sống hòa trang, một tình thương dân tộc và tôn giáo vĩnh cửu trường tồn cho dân tộc Việt Nam. Nam mô Cao Đài Tiên Âm Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Du Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn. Nam mô Bửu Sơn Kỳ Hương Phật. Và kính trình quốc hồn của dân tộc Việt Nam và chăm họ các anh hùng liệt sĩ vì nước quên mình, tôi xin cho xã tắc. Và kính chúc quý ngài an lạc thân tâm, lấy tinh thần phục vụ cho non sông nước Việt, gạn danh con cháu rồng tiên. Nam mô Ca Đài Tiên Âm Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Dạ, anh Tư có những lời nói đạo rất là hay, và em là kênh Tùng Nguyễn Miền Tây và kênh Hải Nguyễn Miền Tây thay mặt khán giả cảm ơn anh Tư rất là nhiều, có những lời nói đạo rất là hay và thâm thí. Và kênh Tùng Nguyễn Miền Tây mến chào quý cô chú, hẹn quý cô chú ở clip sau. Xin chào.